chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump trong thăm dò, ông Biden lên tiếng. Theo kết quả thăm dò mới nhất từ Reuters, IPOS, bà Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump gần 3 điểm phần trăm. Cụ thể, kết quả thăm dò mới nhất mà Reuters IPOS công bố hôm 22 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang nhận được tỷ lệ ủng hộ là 46%, dẫn trước so với 43% của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc thăm dò nói trên kéo dài 6 ngày, kết thúc hôm 22 tháng 10. Kết quả này không khác nhiều so với cuộc thăm dò trước đó, với tỷ lệ là 45-42%, nghiêng về phía bà Harris. Theo Reuters, tỷ lệ xích sao này củng cố quan điểm rằng cuộc đua đang cực kỳ căng thẳng khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử 5 tháng 11. Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy cử tri có cái nhìn không mấy tích cực về tình hình kinh tế và vấn đề nhập cư. Nhìn chung, họ ủng hộ cách tiếp cận của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump về những vấn đề này. Khoảng 70% số cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò cho biết chi phí sinh hoạt của họ đang đi sai hướng, trong khi 60% cho biết nền kinh tế đang đi sai hướng và 65% cho biết chính sách nhập cư cũng như vậy. Các cử tri cũng cho biết nền kinh tế và nhập cư cùng với các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về các vấn đề này, ông Trump dẫn trước về kinh tế 46% so với 38% của nữ ứng viên đảng Dân Chủ. Trong phần thăm dò riêng về vấn đề nhập cư, ông Trump cũng đạt được sự ủng hộ đến 48%, cao hơn nhiều so với mức 35% của bà Harris. Nhập cư cũng được xếp hạng là vấn đề số 1 khi những người trả lời được hỏi rằng tổng thống tiếp theo nên tập trung vào điều gì nhất trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm. Khoảng 35% những người được khảo sát chọn nhập cư, 11% nói đến bất bình đẳng thu nhập, 10% chọn chăm sóc sức khỏe và thuế. Nhưng với câu hỏi ứng cử viên nào giải quyết tốt hơn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, bà Harris nhận được tới 42% sự ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ nhận được 35%. Phó Tổng thống Mỹ cũng dẫn trước trong các câu hỏi về chính sách phá thai và chính sách chăm sóc sức khỏe. Các cuộc khảo sát toàn quốc bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters IPOS đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri. Nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng. Trong đó, 7 tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định. Theo các cuộc thăm dò, bà Harris và ông Trump đang bám đuổi sát nút ở các tiểu bang này. Cuộc thăm dò còn cho thấy cử tri, đặc biệt là cử tri đảng Dân Chủ, có thể hào hứng hơn với cuộc bầu cử năm nay so với cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020. Khoảng 79% cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò, bao gồm 87% đảng viên đảng Dân Chủ và 84% đảng viên đảng Cộng Hòa, cho biết họ hoàn toàn chắc chắn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc thăm dò tương tự vào năm 2020 chỉ có 74% cử tri nói mình chắc chắn sẽ bỏ phiếu. Con số đối với cử tri đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa năm đó lần lượt là 74% và 79%. Trong bài phát biểu tại văn phòng chiến dịch ở New Hampshire cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump là mối đe dọa đối với nền Dân Chủ và nên bị phong tỏa về mặt chính trị. Trong khi đó, ông Biden cáo buộc ông Trump muốn bỏ qua các biện pháp bảo vệ của Hiến pháp Mỹ và nền Dân Chủ bị đe dọa nếu ông Trump thắng bà Harris. Theo Reuters, phát ngôn này làm liên tưởng đến màn đối đầu của ông Trump và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Khi đó, tại các sự kiện vận động tranh cử của ông Trump, đám đông đã hô vang nhốt bà ta lại, ám chỉ đến bà Clinton. Ông Trump khi đó đã không ngăn cản đám đông hô vang khẩu hiệu này. Trong một diễn biến liên quan, bà Kamala Harris nói ông Donald Trump không xứng đáng làm tổng thống, còn ông Trump mỉa mai bà Harris bằng cách phục vụ khoai tây chiên. Cuộc đấu khẩu trước thềm bầu cử Mỹ ngày càng diễn ra gay gắt. Chỉ còn ít ngày nữa nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử để chọn ra chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Cuộc đua giữa ứng viên đảng Cộng Hòa Trump và ứng viên Dân Chủ Harris vì thế đang diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết, trong đó các đối thủ không ngừng công kích nhau. Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của cựu Tổng thống Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông.
ông ấy không xứng đáng và đó là lý do ông ấy sẽ thua cuộc. Bà Harris bình luận về đối thủ Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC hôm 20 tháng 10. Ứng viên Dân Chủ còn chỉ trích đối thủ Cộng Hòa, xúc phạm chức vụ Tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu Tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này, bà Harris nhấn mạnh. Phó Tổng thống Harris cho rằng cựu Tổng thống Trump không nên được bầu làm lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa và thêm rằng những bình luận của ông Trump đã hạ thấp quyền lực của Mỹ khi nói về các vấn đề như dân chủ và pháp quyền. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 19 tháng 10, ông Trump gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ. Tới ngày 20 tháng 10, cựu tổng thống Trump mặc tạp dề trải nghiệm việc chiên khoai tây, giao đồ cho khách hàng tại tiệm đồ ăn nhanh McDonald's ở Pennsylvania. Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này, công việc đòi hỏi chuyên môn, ông Trump nói và hàm ý châm chọc đối thủ Harris. Tôi có thời gian làm việc tại McDonald's nhiều hơn phó tổng thống Harris 15 phút. Gần đây, ông Trump và ekip tranh cử đã công kích bà Harris, nói dối về việc từng làm nhân viên tại McDonald's khi còn học đại học, chỉ để thu hút sự ủng hộ của tầng lớp lao động. Một phần trong sơ yếu lý lịch bà ấy có ghi đã làm việc tại McDonald's, công việc đó khó khăn như thế nào, rằng bà ấy đã chiên khoai tây và nói về cái nóng khó chịu. Ông Trump tiếp tục và quả quyết. Bà ấy chưa bao giờ làm việc tại McDonald's. Người phát ngôn của bà Harris là ông Ian Sam sau đó đã phản pháo ông Trump trong một tuyên bố với NBC News. Khi ông Trump cảm thấy tuyệt vọng, tất cả những gì ông ta biết, làm là nói dối, ông Sam nói. Ông ta không thể hiểu được cảm giác có một công việc mùa hè như thế nào vì ông ta được trao hàng triệu đô la trên một chiếc đĩa bạc chỉ để thổi bay nó. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy cuộc đua giữa hai ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 11 tới rất khó đoán bởi tỷ lệ ủng hộ họ nhận được gần như ngang nhau trên toàn nước Mỹ. Ông Donald Trump chuẩn bị cho kịch bản thua cuộc. Tôi có thể thua bởi vì họ gian lận. Mới đây, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho biết nếu thua cuộc trong kỳ bầu cử sắp tới, cựu Tổng thống sẽ không chấp nhận kết quả và coi đó là gian lận. Tôi có thể thua bởi vì họ gian lận. Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc, vì họ đã gian lận. Reuters dẫn lời ông Donald Trump tại một buổi vận động ở Michigan hồi tháng 9. Sau khi thua cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu Tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản Phó Tổng thống, khi đó là ông Mike Pence, xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden theo đúng thủ tục. Năm 2024, ông Trump không còn đòn bẩy quyền lực của Tổng thống như 4 năm trước. Đồng thời, các luật mới của tiểu bang và liên bang khiến việc tác động đến kết quả bầu cử khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh đã chuẩn bị cho kịch bản thua cuộc suốt nhiều tháng qua. Cả hai đảng dự đoán quá trình kiểm phiếu có thể mất vài ngày sau ngày 5 tháng 11. Nếu ông Trump đang trên đà thua cuộc, tốc độ này sẽ tạo cơ hội cho ứng viên Đảng Cộng Hòa đưa ra các tuyên bố về bầu cử gian lận và cố gắng làm suy yếu lòng tin của công chúng và các quan chức giám sát bầu cử. Cựu Tổng thống có khả năng khuyến khích những người ủng hộ đưa ra lập trường tương tự. Dù chưa thắng cử, ông Trump đã đe dọa sẽ bỏ tù những người làm công tác bầu cử và các công chức khác vì hành vi vô đạo đức. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, họp báo và phỏng vấn, ông Trump có thể lan truyền thông điệp trực tiếp đến công chúng Mỹ mà không cần chờ bằng chứng hay kết luận. Trong khi đó, các đồng minh của ông Trump ở những bang quan trọng như quan chức bầu cử, nhà lập pháp và thậm chí là thẩm phán có thể tìm cách trì hoãn việc xác nhận số phiếu chính thức của bang thông qua các khiếu nại về gian lận. Những nỗ lực vừa nêu đã bất thành vào năm 2020. Theo các chuyên gia về luật bầu cử, luật pháp mỗi bang nêu rõ các quan chức địa phương không có thẩm quyền hủy bỏ các lá phiếu hoặc làm chệch hướng tiến trình bỏ phiếu. Tất cả bang phải nộp tổng số phiếu đã chứng nhận trước khi đại cử tri đoàn họp vào tháng 12 và các đại cử tri sẽ bỏ phiếu. Sau đó, số phiếu bầu này được chuyển đến Quốc hội Mỹ để chính thức công nhận chủ nhân mới của Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, sự phản đối từ nhóm ông Trump có thể dẫn tới việc chậm trễ các thời hạn trên. Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cải cách, ghi rõ
Phó Tổng thống không có thẩm quyền trì hoãn chứng nhận hoặc hủy bỏ kết quả của một bang, như cách ông Trump thúc giục ông Pence hành động hồi năm 2020. Luật cũng quy định, không ai có quyền phủ nhận số phiếu bầu của một bang, trừ khi 1/5 thành viên của mỗi viện tại Quốc hội đồng tình. Sau đó, mỗi viện phải đạt đa số phiếu bầu thì mới hợp lệ hóa việc bác bỏ kết quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!